để giáo dục những cậu bé mà bắt đầu từ tuổi dậy thì đến khi trưởng thành thì là một điều thách thức rất lớn đối với các bậc cha mẹ chúng ta. Với người làm cha thì chúng ta làm sao phải để cho con hiểu rằng chúng ta là những người bạn mà cùng phát triển, để con cảm giác rằng là mình là người có người bạn song hành. Và người mẹ thì ngoài cái sự yêu thương, cái tình cảm mà con nhận được, con phải để con hiểu rằng người mẹ là người luôn luôn mong chờ sự trưởng thành của con, luôn luôn mong muốn được dựa dẫm vào con trai người đàn ông quan trọng cho cuộc đời mình. Khi con hiểu được những điều đó, con sẽ có rất nhiều cái ý thức tự lập riêng của bản thân mình. Và thông qua đó thì chúng ta cũng cần phải cho con sự khen ngợi khi con thành công trong công việc, hoặc là khi con có cái sự cố gắng, chúng ta cũng phải kịp thời động viên khích lệ con. Và bên cạnh đó thì những lúc con mắc sai lầm, đứa trẻ nào cũng mắc sai lầm, và nhất là các cậu con trai khi hiếu động muốn thể hiện cái cá tính, cái hiểu biết của mình, thì thường thường đứa trẻ chúng ta rất là hay mắc sai lầm. Và những cái sai lầm đó thì chúng ta nên xử lý thế nào? Thứ nhất là chúng ta không lên trong cái lúc kích động hoặc trong cái lúc một phản ứng mạnh mẽ của mình, thì sẽ chỉ ra những cái sai lầm của con bằng những cái hành động như là mình chỉ trích hoặc là mình phê phán. Bởi vì tất cả những hành động đó không làm cho con nhận ra cái sai của mình nhanh chóng, và đồng thời thì con cảm thấy mình mất đi cái sự tự tin, con sẽ xa lánh mình, hoặc là con sẽ không chủ động trong những cái việc mà con làm đó nữa. Cho nên là chúng ta cần phải kịp thời động viên con và giúp con khẳng định được mình rằng là sau những lần như vậy, lần sau con sẽ làm tốt hơn. Con sẽ hiểu được rằng là mình có khả năng làm được tất cả những việc đó. Khi trong con có những cái suy nghĩ như vậy thì việc đứa trẻ tiếp tục nỗ lực để thành công, để khẳng định mình qua cái lời khẳng định của cha mẹ giúp các con rất nhiều. Từ đó các con sẽ có ý chí, có nghị lực và sẽ vượt qua những khó khăn để thành công. Và thứ hai nữa là ngoài cái động viên khích lệ thì chúng ta chỉ hướng dẫn con thôi, còn để trẻ tự làm. Bởi vì các cậu bé khi đã có động lực rồi, các cậu sẵn sàng làm tất cả những cái việc của các cậu qua cái sự tìm tòi, sự mong muốn, sự khám phá của mình. Đứa trẻ của chúng ta sẽ dễ dàng thành công hơn khi con có ý thức tự làm và tự mày mò trong cái sự quan sát của bậc làm cha làm mẹ chúng ta.